đâu đấy? Đây là vườn đào nhai đây. Tên, đến đây. Tên hai chồng tên gì? Em là Vui Tầng, Tầng Vui. Vui Tầng à? Tầng Vui, chồng là Tầng, vợ là Vui. Ừ. Nhà Tầng. Nhà Tầng. Nhà cao tầng. tổng là 800 cây đào này. À, em có 800 cây đào này. Ừ. Năm ngoái là nhiều. Ngoài 500. Ngoài 500. 500 là có được 1 triệu một cây không? Không được, em bán rẻ. Bán 800 anh. 800 là cũng đào nó cũng đẹp. Đào. Năm ngoái là 800 là cũng đẹp. Thế phải bằng 5 cây bằng năm này. Năm ngoái đẹp nữa là người ta bán 1 triệu, 1,5 triệu cho anh. Đúng rồi. Em bán là giá bình dân nhưng mà bán ở nhà em không đi chợ. Ừ. Ê, người con trai không cắt à? Cháu không cắt à? Cháu chỉ khiêng ghế cho bố thôi. À, chỉ khiêng ghế thôi. Ừ. Hôm nay có lấy vợ không? Có không? Có. Có, nó lấy chậm rồi. Vâng. Thì. Bác muốn quay để bác phải vào luống này, bác quay thẳng luống rồi. Không, để giới thiệu nó vừa quát được quay thôi. Thế là Tầng. Vợ thế là Vui, chồng thế là Tầng. Tầng Vui. Thế ít khi. Ngược lại. Cái gì? Ai cầm tiền thì là, à, chào đấy. Chú Tầng. Chào cả nhà. Chào khán giả. Chào khán giả. Ung Dòng Vlog. Năm nay là mấy trăm cây giới thiệu các năm bác ạ. Nhà mình có 700-800 cây đào được bán. Ừ. Đào Huyền đấy hả? Đào Huyền. Ở thôn Bảo Sơn, Lục Lam, Bắc Giang. Thôn Đồng Cống hả? Thôn Yên Thiện. Ô Thiện ở đây á? Thiện. Thôn Yên Thiện. Thế sao lại từng ở đây là Đồng Cống? Xã Bảo Sơn. Đây em mua ở trong này. Ừ, đất này đất Đồng Cống chứ không? Đất này vẫn là đất ở Thiện chứ anh? Thiện chứ. À đây. Đất này vẫn đất ở Thiện mà. Đào mình đây. Đây nào đây. Chủ đang cắt. Ông Tân Vlog. Ông Tân Vlog. Ông Tân Vlog chào khán giả tươi tí. Xin chào cả nhà thân yêu. Cắt lỗ đi, không cắt được à? Cắt được. Thế là 800 cây. Đều như này hay là cây này ruộng này là đều như thế này. Nhưng mà 800 là... cây là đều như này. Đấy, tương đối. 800 cây là tương đối. Đại khái là không xấu không tốt. Không xấu không tốt. Đúng rồi, tầm trung. Năm ngoái mà bán 800 thì cũng là tầm trung. Vâng, không xấu. Đẹp là 1,2 triệu. Em đang bán ở nhà chứ em có đi chợ đâu. Đúng rồi. À thế năm ngoái khách ở đâu? Năm ngoái mình khách ở trong miền trong. Năm ngoái là ở Hà Tĩnh, bên này ở gì nhỉ? Ở cái gì nhỉ? Cái thằng Hải Dương. Hải Dương. Hải Dương. Ừ. Hải Dương mấy cái thằng ấy cái là ở đâu nhỉ? Thằng ở Hà Bình phải không? Hòa Bình nhá. Hà Bình, Hải Dương. À huyện Hà Bình nhá. Tỉnh Hòa Bình. À họ tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình nó mua ngược cái này. Nhiều chứ anh? Ừ. Nhiều. Vui Tầng. Nói chung là thôi cứ làm cây đào là cũng cây này là được hơn chị mấy cây lúa anh được hơn nhiều như hơn mấy cây lúa. Ông Dòng phát từ tháng 12 năm ngoái. Năm nay thì đại khái là hết nhà thì chưa hết nhà nữa. Chắc phải hết năm nay sang nữa thì chắc cả Sao Sơn mới biết tên. Nhưng mà phát này là các bác ở toàn quốc biết ấy. Khi phát lên này nên mình bán cũng dễ. Đúng rồi. Đi trên ghế cho bố. Ừ. Cháu cắt bố cháu lại chê. Lại chê này. Ừ. Đây bác làm mà có con gái thì muốn làm giả à, Yên Thiện à? Vâng, Yên Thiện. Ừ. Nói được 30-31 được không? Không, nhưng mà lấy cái đứa 30-31 được không? Vâng, được, ok. Có được không? Được. 30-31-32 cũng được đâu. Cũng được. Cần biết được có đào cho mẹ là được. Ông lý dâu ấy biết rồi con đào thế thì nuôi hai đứa vỡ mặt nuôi đứa là chết nó xấu thế nhưng mà nó khôn ngoan nó lanh nhẹn thế giờ chú ta cũng như lắm vâng, chứ lại lấy về rồi con đào thì chết là lút lại đẻ ra đứa lại chỉ biết nuôi trong nhà thì mình chết giờ mình kiếm đứa nó xấu thôi nhanh nhanh nhẹn đúng rồi. Bây giờ làm gì phải sinh mới lấy được đâu. Đúng rồi, chuẩn khôn. Gì nhỉ, tôi tên anh à? Cháu tên là Lam. À, Lam à? Lam là chưa vợ quá. Đấy à, bây giờ à, đầy thằng nó làm được ra ngoài kia còn ế. Đúng rồi. Lam muốn lấy vợ chưa?
cháu mà làm ra ngoài ấy, cháu chả lấy luôn rồi. Đào chú Tầng này là không, cũng không phải là đẹp nhưng mà không phải là xấu. Nó chỉ nước trung bình rồi chú Tầng. Vâng. Vì bác đi phát gần nhiều hết ở Bảo Sơn đúng không? To nhất hiện nay là có nhà Thanh Nơi ấy. Số 1 của xã. To lắm. Có cây gần gấp đôi nhà chú này. Anh phát ở trên clip hôm nay ông nói. Tối về xem nhé. Mà xem chỗ nào bác nhỉ? Hôm nào anh phát 2 clip ấy. Xem ở trên TV á bác. Đúng rồi, phát trên TV. Thế nó toàn quốc mới xem được đi. Tận Mỹ mùng các bác ấy xem được. Thế bác là kênh gì nhỉ? Ông Dòng Vlog. Ông Dòng Vlog cái gì? Ừ, tí cứ vào ông Dòng Vlog là thấy phải không? Tí có điện thoại bác ấy vào xem, tối rồi xem. Có điện thoại nha, em có điện thoại đấy. Ừ. Giờ nó phải nhanh nhạy nhẹ đấy. Bán là bán công nghệ, bán hàng. Giả sử chú cắt đào đây là khi tối người làm ta muốn xem người ta biết nhà mình bao cây rồi. Giờ công nghệ thế chứ không phải lấy. Ừ. Nam đi vào lấy điện thoại cho bố. Nhà ngay đây à? Em ở ngoài kia không? Em ở ngoài đường. Tí nữa. Đang làm phải nhà văn hóa không? Văn hóa Yên Thiện đấy. Ừ. Chú Tầng năm nay bao tuổi? Em năm nay 57 ạ. À thì kém bác 5 tuổi. 57 thì vẫn chiến đấu tốt không nhỉ? 57. Ừ, thuế má là vẫn nộp à, ngon. Có thuế ở đây đủ. Đầy đủ. Đây. Thế này, để anh sát. Cái rơi xuống. Cả đút là tuôn lại làm rơi xuống. Đưa rơi tòm vào xuống đường nước thì xuống nước là vẫn đi. Đấy nhưng em đã bị rơi ở đây một lần rồi đấy. Đút đấy mà. Thế là đợt này thì mới để. Ôi giờ tiền đào tính gì rơi điện thoại. Mấy trăm triệu giả sử tự vẫn là vẫn 800, 864 mà rơi thoải mái. Rơi 5-6 cái ăn được. Cách đây 5 năm thì lấy đâu ra năm thu mấy trăm triệu, em hiểu chưa? Có làm mơ chẳng thấy. Cái đúa thì lấy đâu ra anh nhỉ? Thế năm 2000 hay là 97, 98 thì có làm mơ chẳng thấy mấy trăm triệu. Nhà thu 100 triệu là to lắm mà chú Tặng. Vâng, cầm một lúc 100 triệu. Bảo quan làm cái gì ra. Ừ. Chỉ khoảng 7-8 nghìn một cân đi. Từ lần Bảo Sơn có đào có là thôn nào được văn hóa vì nó không cãi nhau. Ô thật đấy, 15 cãi nhau liên tục làm gì được thôn văn hóa. Không dám cãi được. Năm đó 1 triệu còn cãi gì. Để lấy thôn văn hóa để đấy làng văn hóa. Làng văn hóa. Chú Tầng biết là tại sao nó không cãi nhau đâu. Thì đó thì có tí tiền. Đúng rồi. Nó cầm 100 triệu đáng lóng tính phải thành bề cũng như. Trước mà đi làm mà mua mấy lần thịt nghe vợ về không nghe không thích cũng như. Đúng rồi. Bây giờ thì thích ăn. Có tiền nó đỡ sân si hơn anh nhỉ. Đúng rồi. Không nhưng mà ráng tôi và Bảo Sơn này phải làm nay mai phải lập cái miếu để thờ thằng Kiên hả? Có phải nó mang đầu tiên đấy có phải kiên thọ ấy. Kiên quyết bố tên là Quyết hả? Ừ. Em là thọ, hai anh em nó vẫn chung nhau. Ừ. Quá đẹp, quá ngon. Đúng rồi, cái hỏi cái nhà nó đưa các thợ cũng các thứ về nó. Đúng rồi. Nó mang thợ về nhiều đấy. Nó không phải có đem thợ, có người đem thợ về. Ừ. Thì còn đơn ta bán được tiền thì mới ham anh. Ừ. Ạ. Chứ không bán được tiền thì mà ham. Là nay con Dòng Vlog rồi thì nay con ông Dòng phát trên toàn quốc này. Các bác ở miền Trung miền Nam đều biết nhà vườn đào nhà gì nhỉ? Vui Tầng. Tầng vui. Lại nói vợ trước. Vợ trước nữa ha. Vợ là nhất. Vợ là ông trời. Nhất vợ là gì giờ? Anh nhỉ, vợ là ông trời. Bây giờ chú Tầng thì nó có kém gì đàn ông đâu, nó chú Tầng có lúc đi. Thế em mà bây giờ nói ông nào thì không ấy, nhưng mà chỉ vắng 3 ngày trong biết tay nhau ngay. Đàn ông có đàn bà biết tay ngay. Biết tay ngay rửa bát quét nhà như vậy. Có thể vẫn sống bình thường anh nhỉ.
Nhưng mà đàn bà dở cái là cứ mất chồng cái là đã đi rồi. Đàn ông thì người ta nuôi được con, nhưng đàn bà không nuôi được. Anh nói thế nhưng mà ngược. Kể tốt đấy. Cái này anh cho ghế lui lại đi. Cái ông... Nướng cây nào? Thế là cắt được ngày em cắt được mấy sao luôn? Hôm nay bắt đầu anh. Đây, bắt đầu. Tháng ăn mùng 5 tháng 5 xong hôm nay bắt đầu. Hôm nay mùng 5, à hôm nay nhỉ? Anh không nhớ hôm nay mùng 5 không, tháng 5. Không để ý đâu. Vì bây giờ em ngày nào cho mùng 5. Thì ngày nào cũng mùng 5 rồi. Trước không như trước rồi. Cũng phải nhớ ngày mùng 5 cho con cháu nhớ, cái ngày mùng 5 lại cứ không nhớ thì xong nó lại không nhớ ngày mùng 5 nữa. Bây giờ ngày nào chả Tết rồi anh bảo. Nào chả Tết. Trước mấy tháng rồi mới được miếng thịt đi mà. Nhà sướng quá, thành ra con người nó cũng lại... Đúng rồi, Tết là trẻ con là cho kẹo là quan. Trước cho kẹo thì tranh nhau, bây giờ vào cho kẹo nó không chơi rồi. Trước được cái kẹo thì ra tranh nhau. Đúng rồi, lì xì mà không cần lì xì cứ đưa thẳng. Đưa thẳng cái lì xì. Đưa thẳng ra ngoài, bé lèo ơi bé. Ra ngoài chúng nó bàn nhau. Bàn nhau. Rách việc. Cái gì có bắt hết gì có phát trực tiếp hay chả bắt hết không? Anh phát trực tiếp đâu, anh về phải làm nhá. Biết rồi, thế nhưng mà quay thế này cũng như phát trực tiếp nói chả biết nhỉ. Nói chuyện này sao cho ghế lên cất với chỗ này. Ừ, thế này hai vợ chồng chả mấy đâu. Sáng mai trong sớm này ạ. Đúng rồi, cái mà là được cái thằng khinh ghế thì lại đỡ một người. Ừ, không như nhà khanh lên thì hai vợ chồng nhưng mà cắt xong lại phải một người chuyển ghế. Không, thằng nhà em này hôm nay là mưa đấy. Chứ không mà cháu không làm mấy được nhưng cháu cũng đi đập sắt vụn. Chứ ai có những cái gì là gọi là cháu đi đập hết. À đi. Năm cháu được vài chục triệu đấy. Đập lấy công đi. Đấy, đâu đi đập là người ta cho sắt đi, biết là nó không làm gì được ấy, người ta cứ có những cái mảnh đi phá nhà tắm mấy cái gì người ta cho đấy. À, là người ta phá đi thì người ta... Đấy, người ta có số điện thì không có số điện của bố thì người ta lại điện cho hàng xóm. Thế nhưng nó biết không, nó đập rơi dùng một tay lạn chết đi. Không, đập vào dưới đất mà anh. À, ừ, nó trèo lên đập không, chết. Đập vào dưới đất người ta, máy múc người ta xuống. Cháu không chơi ở trên như mấy cái thằng nghiện ở trên ngã tư như rồi. Nó phải xuống đất thì nó an toàn. Trời ơi, tối lại mưa oải lắm. Oải lắm trời. Cắt đào cả hai tay các bạn. Chú Tầng là có đi bộ đội không? Em có. Đi làm bao nhiêu? Em đi năm 87. Đóng ở đâu? Em đóng ở Chi Ma, Lục Bình. Lục Bình thế năm nó có đợt nào có một đợt đi viếng không đi. Đó. Chú là sư mấy? Sư 38 à? Em sư 338. À, thế khác sứ. Trung đoàn 42. Thế rồi khác sứ. Tôi 337. Anh trước sứ 327. 337. Em 338. 338 là ở trên Lộc Bình. Sư của anh có cái điểm năm nào tổ chức lớn rộ. Lúc bây giờ ở đấy, cái lúc bây giờ ở đấy có Nguyễn Đình Giai không? Đình Giai gì? Sư trưởng. Sư trưởng của em là Nguyễn Đình Giai. À, đấy là khác sứ sao biết được. Vâng. Cùng sư thì mới biết chứ. Sư tôi ở Cao Lộc. Nó có đèn thờ 400 năm nào rỗ. À đấy, bọn em thì ở... Chết ở cái Bình Độ đấy, mấy trăm người một ngày đi. Bọn em ở Chi Ma. Chi Ma, Lục Bình. Chi Ma. Thế là... À, 38 nó, 38 nó có rỗ đấy. À, nó có ngày gặp mặt đấy. Ừ, cũng có đấy nhưng mà... Không đi, chưa đi. Em không đi. Ừ. Nó chỉ gặp nhau ở cái khu nào thôi. Vâng, lên trên đấy. Cứ lên trên khu Lạng Sơn đi tập trung nhau ở trên đấy nào. Không, như chỗ tôi thì nó có cái đèn thờ. Thì tập trung cái đèn thờ, làm cái đèn để thờ cái liệt sĩ bị chết cái đợt năm 81 ấy. Ừ, thì là có chỗ tập trung. Quần sư thì giải tán, 38 giải tán đâu. Không, à, chuyển đâu đâu. 37 chúng tôi cũng giải tán rồi. Thế đợt sau là cắt mấy phân? Đợt này thì em cắt tới độ khoảng độ 12 phân, 15 phân trở lại. Đợt sau em cũng cắt thế. Cũng cắt thế gì? Tôi tưởng đợt sau nó dài lên tí. Không, đợt sau. Ừ.
có cái lọc rồi sau nó phải dài thế này. Đợt sau là phun kỹ không có mất ngọn không nhỉ? Đợt sau mà để mất ngọn là hỏng, bị sâu cắn lõn này. Đúng rồi, cho lấy 2 cây phải đó. Thông minh. Bắt một lần được 2 cây. Lốc này mà suốt ngày bác cứ đi quay thôi. Ừ, anh quay như các nơi. Quay cả cà dưa dùng dưa. Không không, chỉ quay đào thôi. Chỉ quay đào. Còn có kênh 2 là chuyên môn phát là các cụ hát hẹn hò với người nào lấy vợ chồng. Ừ, bà nào hát chồng muốn lấy lửa thì ở trên kênh đấy. Bà nào hóa chồng bây giờ vào TikTok ấy. Hoặc là ông nào không thì TikTok nó không như là cái kênh này. TikTok rồi lên hò hẹn. TikTok là ảo mà ảnh nó có áo thật. Ảo anh lấy đi, nhà đầy đôi nó lấy được ấy. Đấy. Đầy đôi lấy được mà anh. Em hay vào, em đủ follow em hay vào xem em. Kênh kênh này là phải phỏng vấn trực tiếp, xong là cái người đang nghe phỏng vấn cho người ta mới tiếp kia cận. Nó vào trực tiếp mà. Nhưng mà là đấy là nó không vào cái ảnh cái... bên ấy thì nó hay ảo, sống ảo. Nó cũng vào. Còn cái kênh này là anh lên, giả sử người em lên là nó thật, nó không phải như là ảo cái kênh cái ấy Facebook. Kia thì nó cũng vào ấy kỹ thuật nhiều. Nó vào kỹ thuật nên tiếng nó nói là khác ấy, mà hát không hay nó cũng làm thành hay. Chú Tầng rồi chưa? Anh 2 kênh mà. Các cụ bảo Sơn vừa rồi phát tối về xem nè. Hả? Thì ở huyện anh phát rồi đấy. Ừ. Em thấy qua, em là đấy, lúc em bật TV em thấy mà là quay Dứa Đồng Cống. Dứa Đồng Cống đâu? Mà anh không phải ở cái của anh. Ấy, giao lưu ở huyện ấy. Của Bảo Sơn ấy. Ừ. Tối về xem có ai. Cả xã đấy. Anh em à. Nhưng mình xem ở TV nó. Có 200 ấy ở TV không? Có hay. Chứ. TV nó rõ. Nếu không có gì thay đổi thì anh phát cái clip này đầu tiên tối nay phát. Mấy giờ anh? Bây giờ là đi gì 6 giờ đi 7, chắc phải 7 rưỡi. Hôm nay phát thì hơi vội. Hả? 7 8 giờ anh nhỉ. Chắc độ 7. Thường thường là thường tầm này sắp anh sắp phát rồi. Tối anh cho em lên phát để em xem. Chờ lên. Xem có ngon không? Chứ em có con trai không? Ừ. Chứ em có kiếm được hả lửa? Có, nếu mà ấy là kiếm được. Ừ, thuế má nộp tốt thì làm gì trả được. Ai xác nhận đâu anh? Cái gì? Ai xác nhận? Thì mình phải tự ấy. Nhưng mà giống đàn ông có là người ta không nói, nó lặng im nữa. Nếu không có là mới 2 triệu rồi. Vui công nhận không? Bác lọc này. Em phải trình độ được chứ, phải ấm ớ mà được đâu. Mới chú Tầng không vậy không? Quá trình độ. Nhưng đàn ông mà có 2 bà thì nó cũng đỡ nhiều thứ đấy. Chúng giặt rũ, giả sử có bà lửa thì bà đi cắt đào, em ở nhà cứ giặt rũ mới đi tắm rửa. Chú Tầng không nhớ? Nhàn như đây. Ai ra cái đấy hả anh? Cái gì? Không, mình đang nói chuyện ấy. Chứ ai ra cái luật đấy đâu. Không đáng kể. Đằng nhà cứ thích làm xăm môi, xăm thì xăm, mà thích làm thì làm. Việc nấu cơm thôi. 2 bà. Hả? Bà 2 đi làm về là có... Bà cả không phải đi nữa. Đáng dòng 800 là dòng được 1000. À vui. Dạ. Thế có hợp lý không? Bà anh bảo gì ạ? Nếu mà 2 bà có hợp lý không? 2 bà. Ừ. Có cái cũng không hợp, có cái cũng được. Nhưng mà cũng được cái gì? Có cái cũng được, có cái không được. Tối thì lại buồn phải không? Tối lại buồn. Ngày thì không vui. Bà nọ thì bà kia buồn. Bà kia vui thì bà lại buồn. Ừ. Mà đáng ông 65 kéo chỉ 55 là đi không nhớ. Lại đi sớm. Chú Tầng không nhớ. Cái đấy là cái chắc đó đi nữa. Lại bỏ 2 bà bồ côi.
đó. Bố hai bà bố côi khổ thân. Thế sao ấy không đứng lên ghế cho chú đỡ là cái ghế chứ là kịp chứ. Hả? Vui phải làm cái ghế nữa, cắt cao tẹo nữa thì là kịp. Em phải leo cao tí nữa mà. Ừ. Đây oai lắm. Oai. À, làm bỏ cái kia gì? Cắt hết cái chú vít rồi, cắt hết cái đấy đi. À, nó cũng biết đấy hả? Thế sao liên hỏi vợ chứ? Đang chờ cái bác trong vlog này. Ông bác làm muối được đấy. Có làm muối cho được muối nào không? Bất kể Lai Châu Hòa Bình được hết. Không, nó gần đấy đấy. Không nhiều đến... Đến cháu Nam này không có quản ngại đừng phá xa xôi. Thế là có một đứa con gái được không? Em con gái em. Hả? Tức là cả châu cả nghé được không? Cả châu cả nghé, cứ có con gái về thằng nữa lớn lấy chồng về lại thêm người chứ không thêm mấy. Ừ, okay. Tự nhiên được cả châu nghé ngoan quá. Cả nghé. Mất cái đấy tiền được một cặp. Đấy, về ở mới. Ông thằng ngày mai. Nhưng mà có dễ bố mẹ chồng có dễ tính không? Cũng chắc là cũng... Thôi chứ cái này cứ phải lên... Nhà cửa có chờ vui. Của Lam ấy. Cháu thì ở bố mẹ đi. Tức là cái nhà đấy là dành cho nó gì? Đúng, đúng rồi, nó chính ra nó phải ưu tiên hơn. Em nó thì làm nhà khác chứ. Em đang tính sang năm làm cho cháu cái thằng út thôi. Còn đâu thì nó ở bố mẹ thì cũng 2 tầng rồi. À 2 tầng rồi gì? À. Nhà ngon rồi phải. Nhà ngon rồi, là làm từ lâu rồi, là 2006 cơ. 2006 à? 2006 rồi đi lù lắm rồi. Thế là giống nhà nhỏ. Đời trước là không đại mà bây giờ. Thế nhưng mà cũng là tầng không nhỉ? Bây giờ 2 tầng đổ mái cả. Đổ mái nhưng mà không bằng bây giờ. Nhưng mà không bằng. Anh cũng làm 2 tầng mà. 2 tầng dưới mà. Đó là nếu mà ở. Nhưng mà trước mình làm thế là ở nhất xóm rồi đấy. Nhưng mà trước cầu thang nó không được không được rộng. Nói chung là không hiện đại bây giờ được. Ừ, như chục năm sau nữa làm càng hiện đại nữa. Bây giờ đa số là làm một tầng chứ ạ. Dưới 4 phòng nó là một sảnh nữa leo. Bàn thờ để giữa đẹp lắm. Nếu mà em làm thằng thứ hai chú anh khuyên nên làm nhà Thái. Bàn thờ trình bày đẹp lắm, đang ở tầng trên thì chẳng ai xem. Vâng, em lên đấy. Thế đang chương trình. Chú đừng làm 2 tầng nữa. Bố phải nghe bố. Làm cho nó rộng rãi. 4 tầng là tức là mình chừa một phòng khách đấy. Ừ. Làm 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Đâu, tức là thì ngủ hết 3 có khách là mình dễ sắp. Không, vẫn phải 4 mà. Vẫn phải làm 4. Thế là 4 phòng ấy. Vâng. Ừ. 4 phòng. 4 phòng bây giờ người ta làm mà xong người ta. Đâu, phòng khách thì phải có nhá, chứ có. Tức là 4 phòng ngủ 1 phòng khách nhà 5. Mình cứ phòng đấy đúng không? Ừ. Tức là phòng khách ở giữa còn 4 phòng 4 góc. Đấy, người ta không phải leo mà người ta làm cũng lại rộng rãi nó thoải mái. 12 là 7 là chuối còn có người nhìn. Cái này trên mình còn được thắp hương hoa héo cả trong một đêm này. Thế chả nhẽ có khách vào rủ lên tầng trên để xem. Ừ. Nó là có cái bàn thờ đẹp mà chả ai khen. Chẳng ai xem. Nhưng mà bàn thờ dưới đẹp lắm. Lại cắm 2 cây đào, cây đào nữa thì được trang trí. Ừ đúng rồi. Mà làm nhà ăn uống khoảng độ 4-5-6 mâm thoải mái chứ. Được rộng. Tiền thì khác bằng nhau bằng 2 tầng đấy. Vâng. Bằng không? Bằng, cần kém không đáng kể. Làm 2 tầng thì nó tốn cái cầu thang. Nó tốn cửa, cầu thang. Tốn cửa, tốn cầu thang phải. Ừ. Tất cả các thứ một. Nó lại giáo mác lại cao. Cái gì nó phải đắt hơn. Nhưng mà thợ xây thì 2 tầng nó thích hơn là 1 tầng. Nó không phải xe móng rồi chưa? Làm 1 lần móng thôi. Ừ. Nên là 1 tầng mới rộng lại mét vuông đắt hơn là 2 tầng. Mình phải hiểu cái luật như thế. 1 tầng thì khác 1 triệu nhưng mà nếu mà làm 1 tầng thì 1,2 triệu nhưng mà 2 tầng chỉ 1 triệu thôi. À? Đấy là mình ví dụ ấy, còn tháng 5 nó 1 triệu mấy mình không biết. Chắc là chỉ lên nên là mình có xuống. Vâng, chỉ đẩy lên. Thợ xây chỉ có lên, nó là 1,2 triệu rồi có gì? 1,2 triệu. 1,2 triệu là nhà 1 tầng gì? Thế sang năm thì cứ thế hoặc lên.
bây giờ bác bảo lại cứ theo cái giá đào mà năm nay mà nó lại trôi chảy nữa thì là cái triệu một cành chẳng hạn, thế là lại trở nên triệu mấy nữa là gì dựng theo giá đào chết thóc theo giá đào thóc á thóc mà nhìn một cân một cái thóc thóc do chính phủ của mình vừa lên niệm trắng giải quyết đi. Chỗ này là cành đào gần đã thóc hết đâu. Em giờ có cây lúa nào đâu. Đúng rồi. Có cây lúa nào. Cứ ra quán thì mỗi tháng kèm bao về. Mỗi tháng bao. Nếu mà nuôi chó thì còn ăn chó ăn tốn hơn người. Em cắt tới nhiêu trụ quá anh tổng. Cắt được nhiều hết trụ chứ. Cái này là mười mấy phân. Cái này độ 12 phân. 12 phân hơn. Cắt được nhiều hết, cắt được tốt. Nhà ấy nữa thì trụi hơn. Nhà Hải Hoành ấy. Ừ, nhà Hải Hoành cắt còn trụi hơn, nhưng nhà ấy lại cắt dài, nhà Khanh Hoa thì lại cắt dài. Cắt nó phẳng thôi em, đừng cắt thụt. Hả? Cắt cái cành nó phẳng, cành có cành dài anh thấp để cắt ấy. Đâu? Mình phải cắt nó ấy. Cành nào thấp thì nên để. Như nhà Khanh cái cành nào mà nó bé là hắn lại để lại. Cành nó thụt ấy. Ở gầm phải không? Đây này, cành này đừng cắt này. Đừng cắt đấy. Gầm. Đây là những cành này em đừng cắt này. Thì nó đều ngay sang đến đợt sau nó sẽ bằng cái cành ấy. Cái này nó không lên ở đây, nó còn lõn ở đâu anh ơi đây. Đâu? Nó sẽ để nó to hơn là cành cắt. Nó chỉ mà là nó hơi nhỏ mà lại cây nó dài hơn. Xin chào khán giả. Chào khán giả.